trên màn ảnh quý vị lúc này đó là các em đến từ trường tiểu học Nguyễn Trung Trực của quận Thủ Đức, đơn vị thứ 3 của quận Thủ Đức, lọt vào vòng chung kết của giải thể dục cơ động aerobic thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 ở bảng B khối tiểu học.